lại là Phước Sửu ạ. Và Trang Trần. Hôm nay Phước Sửu và Trang Trần sẽ mang đến cho quý anh chị một siêu phẩm tại dãn Phước Điền Midtown. À, cái sản phẩm mà Phước Sửu và Trang Trần muốn mang đến là một cái căn gọi là góc phong Trang Trần. Dạ vâng, đây là căn góc của dự án và theo Trang nhận định đây là căn góc đẹp nhất của dự án các bạn. Wow, phải nói là một siêu phẩm phải không? Một siêu phẩm. Với một cái diện tích là 5,8 x 12,3. Một cái sản phẩm khá đẹp nhưng mà mọi người nhìn thấy là chủ đầu tư bàn giao bên ngoài là hoàn thiện hết luôn. Với một cái phong cách bán cổ điển theo một phong cách châu Âu và một cái gam màu gọi là khá đẹp luôn. Màu trắng sáng phải không chị? Dạ vâng. Ở đây thì tích hợp mình có thể vừa làm nhà phố để ở hoặc là mình có thể là kinh doanh shop house. Bởi vì là gần như là nó có hai cửa luôn phải không chị? Dạ đúng rồi. Đây là cái cửa chính và cái cửa chính này là hướng Tây Bắc. Dạ. Và một bên hông là có một cái cửa cửa cuốn gọi là hướng Bắc luôn. Thì bây giờ Phước Sửu và Trang Trần sẽ vào bên trong để khám phá cái siêu phẩm này nha. Dạ vâng. Xin mời các bạn. Điều đầu tiên mà Phước Sửu và Trang Trần đập mắt vào một cái khu dân cư như vậy đó là một cái khu dân cư khá chỉnh chu. Ở đây chủ đầu tư bàn giao là cơ sở hạ tầng đầy đủ hết luôn và ngay cả những cái vỉa hè được lót những cái đá tự nhiên. Khá đẹp luôn chị ạ. Dạ, và điện nước âm luôn, phòng cháy chữa cháy ở từng khu luôn. Chính xác, có những cái cây xanh từ tầng thấp tới tầng cao giống như cây lục vừng làm cho xóa bóng mát tại cái khu đô thị này luôn ha. Nói đến lại Phúc Lộc. Đúng rồi. Nói đến Phước Điền Midtown là một cái dự án nhà phố đặc cấp tại Thuận An, Bình Dương. Và chủ đầu tư ở đây là bàn giao cũng gần như thô bên trong nha chị ha. Và mọi người như nhìn thấy khi mà bước vào là một cái cầu thang. Ở đây thì họ đã cũng làm khá chuẩn chỉnh rồi chị ạ. Và dưới cái không gian này á thì mình có thể bố trí thành một phòng khách, phòng bếp và mình có thể làm một cái toilet ở đây. Còn nếu mà đối với lại những cái nơi mà gọi là làm cửa hàng kinh doanh buôn bán thì ở đây là sẽ một tầng trống suốt, chỉ có một toilet thôi không chị? Dạ đúng rồi. Điều chính xác chị. Khá cửa kiến ba bên, khá thoáng mát và một cái điều đặc biệt ở đây cái trần nó khá cao luôn chị ạ. Dạ, đến 3,5 mét lận ạ. 3,5 mét, chính xác. Với cái trần này thì mình có thể thiết kế làm quán ăn hay là nhà hàng cũng khá đẹp. Dạ, khá chuẩn luôn. Rồi, bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người là lên tầng 1 để khám phá xem cái tầng 1 là như thế nào. Phước Sửu và Trang Trần đang có mặt tại cái lầu 1 của cái căn nhà này. Và một cái vị trí mình khi mà mình di chuyển lên cái cầu thang này rồi thì như mọi người nhìn thấy đây là một giếng trời rất là cao. Giếng trời này mình có thể lấy ánh sáng từ trên cao và đặc biệt nơi đây có thể là một cái hố thang máy, cái đệm mình có thể làm thang máy để di chuyển lên tất cả các tầng chị ha. Với cái vị trí này chị Trang Trần ạ, thì mình có thể thiết kế được hai phòng ngủ hoặc là một phòng ngủ và một gian bếp ở đây không chị Trang Trần? Dạ đúng rồi. Chị thấy cái lối thiết kế như thế nào chị ạ? Thoáng mát hay không? Thiết kế ở đây rất là thoáng mát. Các bạn thấy cửa sổ nha. Tất cả những cái nguyên một cái khung dài ở đây đều là cửa. Đúng rồi, hệ cửa khá nhiều chị ha. Cửa là khá nhiều và rất là nhiều ánh sáng, coi như là một cái phong thủy rất là tốt cho căn nhà. Khi bước vô là rất là sáng và nó chắc chắn là chủ sở hữu sẽ làm ăn rất là phát đạt. Chính xác. Một cái điều mà với cái cách thiết kế này thì luôn luôn có ánh sáng và cái lượng gió không khí nó lưu thông rất là thoáng. Gần như là ít sử dụng máy lạnh chị ạ. Dạ đúng rồi, sẽ là tiết kiệm cho chủ nhà. Và một cái điều đặc biệt ở nơi đây á, thì khi mà mình thiết kế hai phòng như vậy thì không gian nó cũng thoáng nè. Trần mặc dù là tầng 1 nhưng mà trần khá cao. Dạ đúng rồi. Nên đó là một cái không gian cực kỳ tuyệt vời. Đối với tầng 1 này mình có thể vừa làm nơi sinh hoạt chung, phòng ốc sinh hoạt riêng, hoặc là mình có thể làm tiện ích cho cửa hàng kinh doanh cũng rất khá tốt. Và bây giờ Phước Sửu cùng với Trang Trần mình sẽ di chuyển lên lầu 2 để xem cái lên lầu 2 cái thiết kế nó giống lầu 1 hay không nha. Mời các bạn. Bây giờ Phước Sửu và Trang Trần sẽ đi lên tầng 2, lầu 2 chị ha. Với lầu 2 này thì cũng không khác gì lầu 1. Với một không gian khá thoáng và như mọi người nhìn thấy thì ở và trường một cái hệ giếng trời đó chị ạ. Rất là thoáng mát cho không khuôn viên của căn nhà. Và đặc biệt với cái từ cái giếng trời này đi xuống thì mình có thể tận dụng mình làm một cái thang máy để di chuyển lên rất là dễ dàng. Đúng rồi, đúng rồi. Và thích hợp cho những chủ nhà
muốn kinh doanh, và kinh doanh rất là nhiều mặt hàng kinh doanh khác nhau, hoặc là nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Chính xác, với một cái căn góc này tầm view khá đẹp, và ở đây thì cửa gần như là ba mặt vây quanh luôn rồi, và một cái hệ cửa chống ồn luôn. Thích gọi là lấy không khí thì mình chỉ cần mở ra, nhưng mà khi mình lại vào thì một cái chống ồn khá tốt. Chủ đầu tư đã trang bị đầy đủ những cái tiện ích bên ngoài, còn bên trong thì xây dựng khá tốt, và đặc biệt đối với cái lầu 2 này thì trần cũng khá cao. Nơi đây thì mình có thể là kinh doanh tất cả các mặt hàng giống như chị nói cũng được luôn, phải không? Vâng, và đặc biệt và tầng trên cùng là chủ đầu tư cũng đổ bê tông luôn, cho nên là rất là chắc chắn, mặt mát mẻ luôn. Vâng, rất là mát mẻ. Với cái căn nhà phố mà 5,8 dài 12 này thì mình có thể bố trí gồm một phòng khách, mình có thể bố trí 4 phòng vệ sinh và 4 phòng ngủ. Dạ, vâng, chính xác. Ở đây thì mình có thể là linh động, mình không có thể là phòng ngủ thì mình có thể kinh doanh thành những cái mặt tiền làm shop house, kinh doanh mua bán. Dạ. Với một cái sản phẩm như vậy mà mức giá chắc là hấp dẫn lắm, phòng Trang Trần. Dạ, vô cùng hấp dẫn. Trang xin bật mí với các bạn, giá một căn nhà sang trọng như thế này mà căn gốc của dự án, căn đẹp nhất của dự án chỉ có 5 tỷ thôi nha các bạn. Quá tuyệt vời, sở hữu một cái căn shop house hoặc là nhà phố căn gốc hai mặt tiền siêu phẩm tại dự án Phước Điền. Vâng. Nhưng mà chỉ có 5 tỷ thôi. Ngoài ra, nếu mà các bạn booking trước ngày mở bán là ngày 16 tháng 12 thì các bạn sẽ nhận được chiết khấu và quà tặng tổng giá trị lên đến 7% rồi. Quá tuyệt vời, một cái mức chiết khấu và một cái mức hỗ trợ khá tốt của từ chủ đầu tư, phải không chị? Dạ, đúng rồi. Còn chần chừ gì nữa, hãy lựa chọn ngay Phước Điền Midtown, lựa chọn cho mình một cái sản phẩm cực kỳ uy tín về từ chủ đầu tư đến pháp lý. Dạ, đúng rồi. Cần thông tin nhiều về dự án Phước Điền Midtown, hãy inbox ngay cho Phước Sửu và Trang Trần. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau.